Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Bắc Bộ hôm nay chuyển mát, có mưa vừa tới mưa to, có nơi mưa rất to, khả năng xảy ra lốc xét. Từ đêm nay đến hết ngày mai, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào và rông, cục bộ mưa vừa mưa to. Từ chiều ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Còn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ.